Hôm nay là một clip đặc biệt ha. Rồi xin chào tất cả anh chị trở lại với shop Beta HCM. Thì hôm nay là em áp dụng chương trình mua 2 được 5 ha. Thì lâu lâu em mới áp dụng chương trình này. Và thường cái những cái đợt mà em áp dụng chương trình này á, khuyến mãi như vậy, lớn như vậy á, thì anh chị ủng hộ rất là nhiều. Nên hôm nay là em sẽ lên 45 mã số luôn đó. Nói chung là những cái số kỷ lục luôn đó. Thì rất là nhiều mẫu cá trong clip hôm nay. Để cho anh chị tha hồ mình lựa chọn. Nhiều khi anh chị xem hết clip hôm nay, mình qua mắt mình không biết chọn con nào luôn, tại vì cá hôm nay rất là đẹp ha. Thì để em nhắc lại là mua 2 được 5 và được tặng trên clip luôn. Em nhân chơi là phải chơi chắc nha anh chị, chứ không phải là tặng cá. Một khi mà áp dụng khuyến mãi lớn là tặng những con trống trên clip luôn. Thì có nghĩa là sao? Thì ví dụ như anh chị mua những con, hai con đồng giá 150, thì anh chị được chọn thêm một con 150 ở trên clip luôn ha. Là chỉ là tính tiền ba con, tính tiền có hai con thôi, là tổng là 300.000 và miễn ship và tặng kèm thêm cho anh chị hai máy nữa đó. Có nghĩa là mua 2 là được 5 luôn. Thì chả như là nếu mà anh chị mua 300.000 thôi, là nếu mà đơn thấp nhất hôm nay là 300.000 là anh chị được tới cận 5 con. Thì tại ra con có chưa tới 60.000 anh chị. Nếu mà mình có phí ship ở trong đó, những shop khác người ta tính ship á, thì bên em không tính ship luôn, thì nó chỉ chưa tới 60.000 một con nữa. Và cá đều là cá chất lượng nha. Đó, thì em đảm bảo luôn là em là một trong những người mà chơi gọi là chơi sập nhất luôn ở trên đây luôn á anh chị. Đó, cá thì chưa chắc là đẹp nhất, nhưng mà cái độ chiều chơi thì em bảo đảm là em rất là chiều chơi ha. Rồi, thì cá em có ghi kích thước cụ thể. Con cái là hôm nay là làm clip lên không kịp anh chị, 40 mấy mã số á. Thành ra là lúc đầu là em có tính là ghép nhạc vô tại trong clip. Đó, tại vì 25 phút nhiều khi em không biết là em nói gì đó, nên thành ra, nhưng mà nhiều khi ghép nhạc vô thì nó cũng không có vui vui ha. Có nhiều anh chị mặc dù em nói cũng hơi lời nói không có trôi chảy lắm, nhưng mà nhiều anh chị cũng thích nghe em đó. Nên hôm nay em cũng nói rõ luôn ha. Rồi, con số 4 thì những ví dụ như anh chị mua dòng nào thì em sẽ tặng cho anh chị con máy dòng đó ha. Ví dụ như anh chị chọn cái con số 5 với số 4 là Defensi, thì em sẽ tặng cho anh chị máy Defensi đó. Còn nếu anh chị mà mình có máy Defensi rồi ở nhà mà mình cần máy Nemo á, thì cứ nhắn em Nhân nó là Nhân anh lấy con máy Nemo đi, chứ anh không có lấy máy Defensi, thì em vẫn tặng cho anh chị những cái dòng mà em có nè. Thì những cái dòng như là Defensi nè, Marble nè, Yellow Fancy nè, rồi Coi Nemo Galaxy, các dòng Coi đó, Red Galaxy đó, thì mấy cái dòng mà hiện trên clip thì em đều có máy hết. Đó, nên chị muốn tặng cái máy dòng nào cũng được hết trơn ha, chỉ cần ghi chú. Còn nếu mà không có yêu cầu gì thì em sẽ tặng theo những cái cặp đúng với cái những cái dòng cá của anh chị đặt. Rồi, cái số 6 ha. Đó, anh chị thấy rất là đẹp nha. Nói chung là không phải là ưu đãi là lấy những cái con mà không đẹp mà lên ưu đãi đâu nha anh chị. Vẫn là những con mà đẹp, hàng đẹp mà cực kỳ VIP luôn. Thì em thấy á, nếu mà anh chị thường em thấy nha, là những cái đợt này là anh chị mấy con mà 150 á, anh chị cũng ít bắt lắm, mặc dù em thấy cũng rất là đẹp đó. Nhưng mà anh chị bắt những con giá cao không à, những con như là 500, 300, 250 không à. Em thấy nó cũng, em bắt đầu em suy nghĩ ra là mỗi lần mà đợt ưu đãi thì anh chị cũng hay thiệt á, là bắt những cái con này thì sẽ rất là lời. Nếu mà anh chị bắt những con mà hàng đẹp á thì anh chị được tặng những con hàng VIP luôn đó. Ví dụ như anh chị chọn hai con 500 thì anh chị được chọn cái con trống 500 nữa, là cực kỳ VIP luôn. Mà anh chị cũng biết rồi, những con mà 500 hoặc là 300, 250 thì nó không có số lượng nhiều đâu đó. Thì em cũng áp dụng rất là nhiều mẫu và cái giá khác nhau để cho anh chị như mình mới chơi, hoặc là mình chơi lâu rồi thì mình có thể chọn những con cá mắc tiền hoặc là làm giống. Còn ví dụ như mình mới chơi, mình có thể chọn những con 150 này về làm giống vẫn ok. Nó như cái con số 5 này để cho một khân khúc 150 thôi. Cái con này là cái form hình rất là đẹp nha anh chị. Màu vàng thì nó cũng thuộc vàng đậm á, chứ không phải là vàng thường đâu. Size cực kỳ lớn luôn ha. 5 xăng còn chưa đủ màu đó. Mình nuôi thêm chắc cầu 5 xăng rưỡi, 6 xăng luôn á. Chắc là bự. Và có một cái câu hỏi, những cái câu hỏi mà em rất là thường gặp á anh chị, chính là anh chị hỏi em là cá này cá tơ phải không em, hoặc là cá này ép chưa. Thì em cũng nhắc lại ha, là đây toàn bộ cá tơ. Anh chị để ý đi, những cái clip ở trên đây nhiều con nó còn chưa đủ màu đó, thì anh chị biết là chỉ có cá tơ thôi. Và ở đây kích thước cá thì em có ghi cụ thể ha, là kích thước luôn đuôi, cái thứ nhất, thứ hai, cái độ tuổi của nó là khoảng 4 tháng. Ít có con nào mà 3 tháng rưỡi nha anh chị, đa số là khoảng 4 tháng. Tại vì dòng coi nha anh chị thì phải từ 3 tháng rưỡi ăn lên thì bắt đầu mới có đủ màu được nha.
đó, chứ không có chuyện mà con coi 3 tháng mà đủ màu đâu. À, anh chị nếu mà có nghe ai nói con cao coi 3 tháng đủ màu thì phải nên xem xét lại. Thì đủ màu sẽ là một vài con ở trong cái bầy, mà cái bầy đó phải tỷ lệ lên màu cực kỳ mạnh thì một vài con đó nó mới đủ màu thôi. Mà có chăng nó đủ màu nữa thì cái kích thước nó cũng chưa có đủ để mà xuất ra đâu anh chị ha. Đó, nên thành ra là con coi thì theo em là trung bình là khoảng 4 tháng ăn lên. Thì anh chị thấy clip em rất là đa dạng màu sắc không? Cái lý do mà em cũng muốn nói em chơi cái dòng này là tại vì nó rất là nhiều màu sắc và nó chơi được rất là lâu ha. Dòng coi thì mình bắt đầu 4 tháng thì mình chơi có thể tới 8 tháng, 10 tháng nó vẫn giữ được cái độ màu của nó. Nó chỉ đậm lên thôi ha, và nó bự lên thôi ha. Nhiều con rất là bung. Thì rất là nhiều anh chị mà mình thích cái dòng Red Fancy hoặc là cái dòng Fancy á, thì cái dòng đó thì cái form nó đẹp hơn cái dòng coi thiệt. Nhưng mà chơi lâu á thì cái màu nó sẽ bị xuống màu hơn con này ha. Thì nói chung mỗi dòng có một cái đặc trưng và cái nét đẹp riêng, nên mình tùy cái sở thích của anh chị là mình thích cái dòng nào thì mình chọn dòng đó ha. Nói chung là em lên đủ dòng hết trơn á, đa số là đủ dòng cho anh chị chọn lựa luôn. Và đặc biệt thì em cũng xin giới thiệu qua những cái bộ như là Zalo bên em cái đợt này. Thì cái bộ Zalo mới bên em á thì nó là màu xanh. Thì trước á là cái có một vài con màu xanh hơn trước á. Thì Zalo xanh hơn trước thì cái màu xanh nó khác ha. Còn cái bộ này thì em làm nó kiểu mà xanh, nhưng mà xanh biển nhưng mà ngã xám xám anh chị. Nếu anh chị nhìn thấy nó sẽ khác biệt so với những con Zalo trước đây em làm đó, nên màu cũng rất là độc nha đó. Và đặc biệt là cái lứa lên gần đây thì em có lên một vài bộ Nemo mới nữa. Thì một lát á, anh chị sẽ để ý đây nè. Nhưng cái bộ này nè, thì cái bộ này là cái bộ Nemo mới của em. Thì nó có nghiêng về một màu xám một xíu ha, nhưng mà không phải là dòng Cooper nha anh chị ha. Đó, nói chung là nó nghiêng về xám, ví dụ như tông của nó màu xanh nhưng mà vẫn là xám ha. Nói chung là cái bộ này em làm chủ đạo là màu lạ. Thì cách đây khoảng hơn 4 tháng thì em có được một anh quen á, chia giống. Thì nên em thành ra em like với những con mái nhà em đó. Nên thành ra là ra cái bộ này, tại vì con trống của anh quá đẹp mà nó ngã xám á. Nói chung là cũng chơi với nhiều anh em rồi, có quen biết được một vài anh em làm cá cũng đẹp lắm. Nhưng mà đa số những ảnh thì mấy ảnh chơi số lượng ít hoặc là chơi như là nghệ nhân thôi anh chị, nuôi số lượng ít ở nhà thôi. Còn em thì em chủ yếu làm số lượng đó. Cá thì mấy ảnh làm ra đẹp cũng đẹp ghê lắm, nhưng mà nó không ra số lượng nhiều. Còn em thì em chủ yếu là đánh vô số lượng ha. Còn form thì cũng cải thiện. Rồi thì trong tháng 5 này á, là khoảng 26-28 thì em thấy là có hai cái show beta lớn gần như là nhất năm ha. Thì chắc cũng phải đi để mà học hỏi thêm kinh nghiệm, hoặc là xem những anh em làm cá đẹp như thế nào để mình biết được có anh nào làm đẹp mình chia thêm giống, hoặc là mình mua thêm giống về mình làm ha anh chị ha. Rồi mã số 17, con này thì con Cooper nha anh chị, rất là đẹp. Đó, ánh gold ha. Đa số thì em làm ánh gold nhiều hơn là ánh xám xi măng. Tại lý do tại sao mà ánh gold em làm nhiều hơn ánh xám xi măng, thường á là mỗi cái màu nếu đều có nét đẹp riêng thì em cũng có nói rồi. Tuy nhiên là trước đây á, cái người ta làm cái con Nemo mà Cooper ánh xám là nó có con Nemo Cooper xám xi măng trước nha anh chị. Cái màu nó xám xám như màu xi măng vậy đó. Rồi sau đó là có con Nemo Cooper ánh gold như con nãy, là ánh gold nó ngã đồng đó anh chị. Nhưng mà thường thì những cái con ánh gold ngã đồng á thì nó sẽ có giá cao hơn và nó thu hút được ánh nhìn của khách hàng hơn. Thì còn em là một cái người đánh vô kinh tế thì tất nhiên em phải chiều khách hàng của em rồi. Khách hàng của em ưng cái màu nào là em phải làm ngay bằng được cái màu đó để mà còn khách hàng ủng hộ chứ. Nếu mà em làm cái màu khác, cái gu của anh chị không ủng hộ em là chết em luôn. Nó nên thành ra là em làm cái bộ gold nhiều hơn. Thì nói chung là trong cái bộ gold nó vẫn có máu của cái bộ xám Cooper ha. Nên thành ra là tại sao mà lên một cái lâu lâu em vẫn có lên có những con mà nó ra ánh xám Cooper. Đó, là vậy anh chị ha. Đây cũng là cái bộ vàng mà em có nhắc tới nè. Anh chị thấy không, nó màu xanh, nó xanh nó hơi xám mà nó có ngã tím một xíu nữa. Đó, bộ vàng này rất rộng nha. Rồi mã số 20. Con này thì nếu mà nhìn sơ qua á, thì mình gọi là một con classic. Thì gọi là nó hơi nép để gọi là con classic thì cũng được. Nhưng mà tại vì nó có vảy, có một vài đốm màu của Galaxy như là màu xanh hoặc là màu trắng trên mình. Thì con này gọi là con Nemo Galaxy ha. Nhưng mà nếu mình đếm kỹ sao sát luôn thì con đó phải
đủ 5 màu anh chị thì gọi là con multi cũng được. Nhưng mà mình gọi multi thì hơi kỳ, tại vì những cái mảng màu của nó, những cái màu của nó đủ, mặc dù nó đủ 5 màu nhưng mà nó chưa có rõ quá, nên thôi con đó gọi là Nemo Galaxy là hợp lý anh chị ha. Rồi con mã số 21. Nói chung là hôm trước là em có nói là từ nay về sau là em có sẽ ghi tên từng cái mã cá ở ghi tên từng cái lọ, từng cái tên từng con cá ở từng cái mã số. Đó, nói riết lẹo lưỡi luôn. Nhưng mà hôm nay lên 40 mấy mã số rồi, không có kịp thời gian anh chị. Thành ra là quay một cái clip á, nó rất là lâu. Ví dụ như em mà quay 20 con á, là em mất khoảng gần 2 tiếng anh chị. Thì ở đây quay 40 mấy con anh chị tính này bao nhiêu tiếng, rất là lâu luôn. Mà phải bắt từng con ra nữa. Tại vì muốn mà quay cho nó đẹp á, thì phải bắt từng con ra ra cái hồ này cho nó kè lên nữa. Đợi nó kè lên, có con không chịu kè nữa, phải đổi con mới nữa anh chị. Đó, thành ra là rất là lâu. Thì có nhiều anh á, thì em thấy quay cũng rất là hay, cũng rất là tiện lợi, là nó để sẵn ở trên cái hũ thôi. Thì quay rồi quay từng, nó quen nước rồi á, thì quay rất là dễ. Tuy nhiên là em thấy cái cách đó nó, em cũng muốn làm cách đó cho tiện lợi anh chị, nhưng mà nó sẽ không có được cái những cái hình ảnh đẹp nhất của con cá beta, làm cho cái giá trị con cá beta nó bị mất đi. Nhiều con thì rất là đẹp lắm, nhưng mà để trên cái hũ như vậy thì nó, cái hũ nó rộng quá, kích thước nó xa quá, làm cho quay con cá không có cận được. Thì ở đây em cố tình cũng đặt những cái hồ sô này, em cũng giới thiệu luôn ha, những cái hồ sô này là em đặt đó, rồi nó sẽ quay được cận cảnh con cá hơn, để cho anh chị thấy hết nét đẹp của nó. Ví dụ hoặc là ví dụ như con cá nó bị lỗi hay cái gì đó thì anh chị cũng thấy rõ luôn. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm đi, trên đây không có con nào mà có vấn đề hoặc là bệnh hay là vấn đề lỗi hay là cái tật gì hết á. Tại vì nếu mà những con đó là em bắt lên em thấy là em vớt ra liền à. Những con đó thì thưởng con mà ví dụ như bị đứt khăn quàng hay là có lỗi như là hở mang hay là bị nắm hay gì đó, là vớt lên một cái là thôi em bỏ ra liền, chứ không có mà quay clip mất thời gian. Với lại cũng nếu mà có bán được cho khách hàng đi thì coi như là mất uy tín của mình rồi đó. Ý vì có 100-200 ngàn mà mình mất cái uy tín thì anh chị là mua một lần là chạy em luôn là đâu có được đó. Các em phải đặt uy tín lên hàng đầu ha đó. Nên nói chung là lỗi ở trên đây thì không có con nào mà lỗi hết anh chị ha. Còn về cái màu sắc thì em nhắc lại ha, ở đây thì là em quay á có dùng cái đèn trắng xuống đó. Thì đèn trắng nó sẽ không có đổi màu con cá anh chị. Nếu mà anh chị dùng cái đèn khác á thì cái màu con cá nó sẽ bị biến đi. Ví dụ như màu xanh đi mà anh chị chụp cái đèn vàng vô là con cá nó khác liền à đó. Nhưng mà ở đây mình chụp đèn trắng thì màu trắng nó sẽ không làm đổi màu con cá, nó rất là chân thực. Vì em quay trong nhà thì em phải để đèn rồi, nếu mà không có đèn thì nó rất là tối ha. Trong quá trình vận chuyển tất nhiên cá nó sẽ bị tái màu ha, em trừ hao luôn thì nó còn khoảng 70% màu thôi đó. Để em nói trừ hao luôn để cho anh chị nào mình ưng thì mình bắt, trừ nó sẽ mất màu còn khoảng 70% đi cho chắc nữa đó. Rồi mình thả ra giúp em khoảng 30 phút đó, mình ngâm cái bọc á, mình nhận cá về mình ngâm thả ra 30 phút giúp em đó. Ngâm rồi 30 phút sau thả ra giúp em đó. Rồi anh chị khoảng một ngày sau anh chị cho nó kè thì nó sẽ bảo đảm cho anh chị là nó đậm màu như trên clip luôn đó. Có nhiều khi nó sẽ còn đẹp hơn ở trên clip nữa. À, chị anh cần ví dụ như anh chị đem ra ngoài sáng nha, anh chị đem ra ngoài sáng coi giúp em ha. Còn để trong nhà nhiều khi tối á, cái màu nó không rực, đem ra ngoài nắng giúp em hoặc là ngoài sáng thì anh chị sẽ bảo đảm cho anh chị con cá đẹp hơn trên clip luôn, chứ không phải dừng như ở đây đâu. Rồi mã số 28 ha. Thì nói chung là sẵn đây cũng kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện là lần đầu tiên luôn. Nói chung là bên em là em đảm bảo cho anh chị cá khỏe mạnh tần tay ha. Bảo hành cho anh chị luôn là 1-2 ngày luôn, bình thường không có gì hết. Nếu anh chị nhận con cá ra mà nó có lỡ yếu thì anh chị thương á, anh chị dưỡng giúp em tầm 1-2 ngày theo cách em đó. Tại vì đi 1000 đơn hay là 100 đơn thì lâu lâu cũng phải có một đơn nó xui hoặc là bị để ngoài nắng quá anh chị ha, thì con cá nó sẽ hơi khờ xíu, lâu lâu thôi đó. Thì anh chị thương thì anh chị dưỡng giúp em coi tầm 1-2 ngày, nếu không hết đó, hoặc là 3 ngày gì đó, dưỡng theo cách của em mà không hết thì hoặc con cá nó, trong quá trình đó nó chết đi thì cứ alo em chuyển khoản cho anh chị, cái đó là đảm bảo cho anh chị luôn ha, chứ không có vấn đề hết ha. Cứ yên tâm, anh chị nhận con cá sung khỏe đẹp thì em mới vui được đó. Cái đó là cái hai bên đều có lợi ha anh chị, và em cũng uy tín cái vấn đề đó. Thì em sẵn đây em kể có nghĩa là cái trường hợp này, trường hợp đầu tiên là cái em này em nhận con cá thì con cá nhận vẫn còn
hơi mệt ha, thì em không biết là em này thả ra như thế nào, thì em không biết có ngâm hay không, thì em không biết. Em này thả ra thì con mái em tặng rất là đẹp đó, và cẩn sung con trống thì nó không có, nó thả ra thì tất nhiên có thể nhầm con nó đi, nó bị mệt, nó không có kè lực liền anh chị ha, thì mình đừng có cho nó kè. Em có nói là đừng cho kè thì cứ để như vậy đi, thì con cá nó vẫn hôm sau nó vẫn bình thường. Em nói là anh em yên tâm, anh bảo hành cho em thì hôm sau con cá vẫn bình thường ha, nhưng nó vẫn chưa chịu kè. Thì em mới nói với em này á, là có nhiều con nó về nó nhét anh chị, hoặc là nó phải đúng con cá nó mới kè. Có nghĩa là con cá nó như con gà vậy. Nhớ anh chị nào mà chơi con gà đá rồi anh chị sẽ biết, có nhiều con nó kỵ màu với nhau. Ví dụ như con gà màu vàng nó kỵ với con màu đen, nó nhầm con nó cự, mà nhầm con khác nó không cự. Đó, em thí dụ như vậy. Thì nó không có kè. Thì em mới nói là em cứ dưỡng theo anh đi, là cứ bỏ lá bàn ngâm hoặc là thêm muối hột gì đó. Đó. Thì em có hướng dẫn cụ thể. Thì em này cũng có làm theo, nhưng mà cứ nói nếu mà con cá mà chết, em nói là anh bảo hành cho em một tuần luôn, nếu con cá chết đó thì anh sẽ hoàn tiền ngay lập tức cho em, nên em cứ yên tâm vấn đề này. Nhưng mà em này không chịu anh chị. Anh chị nói, anh này nói với em là bây giờ kiểu như là hoàn tiền á, kiểu như hoàn tiền, mặc dù con cá vẫn còn sống nha anh chị, con cá vẫn còn sống bình thường đó. Em này nói với em bây giờ đợi tới chết mới hoàn tiền, mà trong khi con cá vẫn bình thường không có kè thôi đó. Thì em nói là nếu mà bây giờ dưỡng thêm một tuần nữa mà không kè em cũng vẫn hoàn tiền luôn đó, nhưng mà em này không chịu. Thì em nói chung là em nghe em cũng nhức đầu lắm. Nói chung là một ngày mà mình nghe cái gì đó mình không vui, mình em để cho mình không vui cả ngày thì nó không đáng thôi, nên em quyết định là em chuyển khoản cho em này luôn đó. Đó là một cái trường hợp em thấy lần đầu tiên em gặp luôn á. Thì nên em nói ở đây á, là anh chị cứ yên tâm, cái độ uy tín của em là em chắc chắn cho anh chị là 100% luôn ha. Đó, ở đây mà nhận con cá mà còn sống mà bây giờ phải chuyển khoản luôn thì cho em nói là chỉ chắc kỳ có em thôi, chứ những cái shop khác không có chuyện đó rồi. Có những shop thì người ta còn không uy tín nữa kìa đó. Rồi, mã số 34 ha, con này 250, con này màu đẹp quá anh chị. Nói chung là như anh chị hỏi em là cá em màu sao đẹp vậy, có máu thái hay không hay là có phải F1 hay không mà sao em không có ghi đó, thì em nói với anh chị luôn, con nào á mà F1 á, thì em nói F1 ha. Còn đa số em có nói rồi, những con F1 mà cách đây khoảng 1 tháng mấy 2 tháng em có đăng á, thì em có chia của một cái anh, ảnh nuôi cá nhập từ Thái rồi anh về anh ép ra, thì em chia lại thôi à, em chia giùm ảnh thôi. Rồi còn em thì em nói luôn là em chưa có nhập cá Thái bao giờ hết, nhưng mà những con này á, đều có máu trong đó nha anh chị, thì nó cũng ít nhất là phải đời thứ ba, đời thứ hai thứ ba. Nhưng mà đời thứ hai thứ ba thì lên đây nói ép vô để làm cái gì, đúng không? F2 F3 nói vô làm cái gì, thì em không cần đánh bóng cái tên tuổi vậy thôi ha. Nói chung là màu sắc thì nói chung em làm sao mà em thấy con cá của em màu nó đậm, nói chung để ráng mà đu theo anh em khác là em vui rồi, và được chị anh chị ủng hộ là em vui rồi đó. Còn cái con nào mà đúng bản chất mà nhặt anh kia chia lại thì em mới ghi thôi, còn những con này thì không phải ha. Nói chung nó là cá Việt đó, chung là cũng máu Việt của mình lai vô, nên thành ra cái form anh chị thấy tại sao mà cái màu nó hơi giống con cá Thái thôi, thì không dám nói là giống con cá Thái nha, mà cũng khoảng được 70% anh chị. Những con đẹp như vậy là khoảng 70% so với cá Thái rồi, nhưng mà form anh chị thấy nó khác con cá Thái không đó. Con cá Thái thì thằng Thái á, mặt bằng chung nó làm cái form không bằng cá Việt mình đâu, nó làm thua mình xa lắm. Ví dụ như nếu mà mình nhập á, thì sẽ có tất nhiên mình nhập thì mình sẽ lựa những con form đẹp rồi đó, nhưng mà mặt bằng chung của cái nước nó thì làm cái bộ form không qua người Việt mình được, anh em Việt Nam mình được. Nhưng mà còn cái về màu sắc á, thì em không biết tại sao mà bên Thái nó làm cái màu rất là đẹp anh chị, màu vàng nó cũng rực hơn của Việt Nam mình nữa, vàng rất là rực ha. Mặc dù mình đem về mình đổ ra thì cũng đẹp đó, nhưng mà nó không có đủ cái màu vàng bằng ha. Cũng có sẽ có một vài con nó gần bằng thôi mà nó không bằng. Thì em suy nghĩ là do cái nguồn nước hoặc là do cái môi trường bên nó, thì nó tạo ra cái màu sắc con cá bên bển rực hơn. Thì theo em là như vậy. Và ví dụ như thằng Indo đi, thằng Indo thì nó làm về con nổi là con Red Fancy, thì cái màu đỏ của con Red Fancy bên Indo á nó cũng cực kỳ đậm luôn. Mà đem về Việt Nam mình, anh em Việt Nam mình cải thiện bộ form thì thôi, ta nói là nhức nách luôn. Nhưng mà màu đỏ nó không qua anh chị, nó không qua ha. Nhưng mà về bộ form thì anh em Việt Nam mình thôi gọi là số 1 rồi. Nói chung là em thì gần đây thì cũng đọc được một cái số thông tin là Việt Nam mình là nước
làm cá beta mà gọi là đứng thứ ba thế giới anh chị, à, ghê không? Rất là ghê luôn. Mặc dù không phải là nước lai tạo ra những cái dòng cá mới, à, ví dụ như Indo hoặc là Thái này toàn lai tạo mà Việt Nam mình không phải, nhưng mà làm đứng thứ ba, nói chung là sau hai hàng đó thôi. À, mà có một cái là giá thì lại bị trượt so với hai nước đó. Ví dụ như những cái nước đó nó xuất qua Mỹ hoặc là những cái nước qua Mỹ hoặc là Canada thì giá nó sẽ được giá hơn Việt Nam mình. Thì cái lý do mà thị trường cá của Việt Nam mình nó hơi bị tụt đó chính là do anh em làm nghề với nhau gọi là tự hạ giá và tự giết chết mình thôi. Nó còn ở đây thì em không phải là cái người mà để giá cao, nhưng mà cũng không phải là những cái cũng cá em cũng gọi là không gọi là quá mềm ha, không gọi là quá mềm, cũng dạng bình dân anh chị. Thì những cái con nào đẹp á thì em mới bán giá vừa khá khá, còn những con mà bình thường á thì em cũng bán giá rất là mềm thôi à. Và bên cạnh đó thì anh chị cũng chưa thấy cái những cái bóng tối, cái góc khuất của cái ngành cá này đâu, cũng đổ vỏ rất là nhiều chứ không quay ra được những con đẹp như vậy đâu. Chẳng qua là trên khi mình đã quay những con này á thì mình em sẽ tuyển những con đẹp em chia lại cho anh chị ha đó. Nên em thì em là người làm cá và cũng là người xuất sĩ cho những anh em khác, rồi cũng có những anh em mua cá của em này để đăng bán lẻ như vậy luôn đó. Nên em sẽ giữ, em cũng mong muốn là tất cả anh em sẽ giữ cái giá con cá beta nó được bình ổn hơn đó. Chứ trước đây con cá bê màu thì cũng bị phá giá đi thành ra nát, rồi trong 2 năm trước là con cá bê màu chết anh chị. Nhưng mà em suy nghĩ thì con cá beta sẽ khó mà chết bằng con cá bê màu, khó lắm. Nếu mà nó sẽ bị sụt giá một xíu thôi mà rất là khó, tại vì để làm ra những con cá đẹp như vậy á, như vậy đi, nói ví dụ như ngày chưa gọi là em không có tự nhận là đẹp nhất nha, mà làm ra những con cá như vậy thì không phải ai cũng làm được nha anh chị, không phải ai cũng làm được. Thì làm số ít á, làm số lượng ít thì rất là đơn giản, nhưng mà để mà làm trại mà làm số lượng nhiều á thì khó anh chị, rất là khó. Làm cá chợ thì rất là đơn giản nha, nhưng mà làm cá tuyển á thì em chủ yếu là đánh vô cá tuyển chứ không phải là đánh vô hàng chợ. Đó, bên em thì không có làm những cái dòng như hấp mua hay đơn sắc hàng chợ ha, chủ yếu là dòng coi, hoặc là bây giờ thì năm nay tập trung vô những con fancy. Nói chung là họ không có hứa hẹn với anh chị làm mấy cái bài rắc lu nữa, nhưng mà đợt trước làm chưa có ra ha, từ từ. Nói chung là không phải là làm đợt nào cũng ra anh chị, thì nói chung là trong năm nay sẽ hứa hẹn ra những cái con cá cực kỳ đẹp ha. Đó. Rồi mã số 43 ha, thì con này F1 nè anh chị, hỏi em có nói con này F1 nè, nói chung nãy ghi nhanh quá không có ghi. Nói chung trong đây cũng có một vài con thôi, một hoặc là hai con gì đó F1 á, mà thôi kệ khỏi ghi luôn, anh chị nào mình hên thì mình bắt chúng nha. Con này sẽ lớn nha anh chị, nó lớn nhất trong hôm nay luôn á, khoảng 6 xăng, rất là bự ha. Con này về thì con mái nào chấp hết tất cả các loại mái anh chị, con mái anh chị có bự cỡ nào con này nó cũng nó làm thịt con ta hết á. Đó, con này rất là đẹp nha. Con này thì hỏng em đăng 350, hôm nay nó cũng đăng lại 300 thôi, và đợt đẹp là có chương trình ưu đãi luôn. Rồi mã số 44 ha, thì sẵn ở đây em có nói thêm một cái lý do, một cái điều như vậy nữa là giá trị con cá nó không nằm ở kích thước nha anh chị. Không phải là con cá càng bự thì giá cao, mà không phải con cá nhỏ thì giá rẻ nha, không phải. Nhưng mà ở đây mặt bằng chung em đều để cho những con cá này kích thước từ khoảng 3.8 tới 5 xăng, tại vì em mong muốn là tất cả khách hàng em nhận con cá thì nó cũng ít nhất nó cũng cái kích thước nó cũng vừa đi chăng đã đi nữa ha, chứ đến được cái đã, chứ con cá nhỏ xíu quá thì khách hàng nhận thì cũng chẳng ai ưng ý đúng không. Nên nói chung là cá bên em nó sự size vừa tới size lớn chứ không có size nhỏ nha anh chị ha. Và nói chung là em sẽ về còn vấn đề tặng mái thì mái nó sẽ nhỏ hơn những con trống này một xíu đó, và mình dưỡng giúp em khoảng 2-3 tuần mình ép nha. Đó, nói chung là hôm nay là con này là con kế cuối rồi, thì cảm ơn anh chị đã xem hết clip của em ha. Thì chúc anh chị có buổi tối thật là vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và luôn có những cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nha. Rồi đã ưng mã nào rồi cứ gọi điện nhắn tin trực tiếp cho em Nhân sẽ chốt đơn và gửi những cái chú cá này tới tay anh chị một cách sớm nhất để anh chị mình sở hữu và ngắm nó nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.